Jaian yêu đơn phương Shizuka, Doraemon thích thầm Nobita. Những giả thuyết điên rồ có thể xảy ra. Chào các bạn khán giả của Góc nhìn tuổi thơ. Đọc truyện Doraemon, ai cũng biết Nobita thích Shizuka, Shizuka thích Dekisugi. Một số fan lại đặt ra giả thiết Dekisugi lại thích Nobita và cô nàng trai cô cũng thầm thương trộm nhớ anh chàng Nobita này. Vậy thì còn Jaian và Suneo, hai anh chàng này sẽ thích ai trong suốt tập truyện? Một số fan đã đặt ra giả thiết rất thú vị là Jaian yêu đơn phương Shizuka. Điều này có tin được hay không? Và liệu cô nàng xinh đẹp Shizuka có chấp nhận tình yêu ấy hay không? Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu tính cách của anh chàng này để xem có hợp với Shizuka hay không nhé. Tuổi thơ vẫn nghĩ Jaian luôn bắt nạt bạn bè, tham ăn tục uống, hát dở. Nhưng có lẽ chúng ta đã nợ Jaian một lời xin lỗi. Nói đến Doraemon, chúng ta đều nhớ về nhóm bạn vui vẻ, hòa đồng và không kém phần lém lỉnh. Mỗi người đều có một tính cách khác biệt, tốt có, xấu có. Thế nhưng, họ đều là những mảnh ghép không thể thiếu. Một phần trong tuổi thơ của hàng triệu đứa trẻ em trên toàn thế giới, và tất nhiên có cả chúng tôi nữa. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ lật lại một chút, không phải là Nobita mà chúng tôi muốn nói về Jaian. Khẳng định luôn, đây là nhân vật có nhiều đức tính tốt nhất trong truyện tranh Mèo Máy, thậm chí ăn đứt gấp nhiều lần cả Doraemon và Nobita cộng lại. Có lẽ, anh em đã quá quen thuộc với một Jaian to béo, hung hăng cục cằn, luôn bắt nạt nhân vật chính Nobita rồi. Song thực sự có phải hoàn toàn như thế hay không? Thực ra chúng ta cùng ngẫm nghĩ lại nhé. Đầu tiên phải nói Jaian là người sống có trách nhiệm, biết phụ giúp mẹ từ bé. Nếu ai đã đọc qua truyện sẽ đều biết, nhà Jaian có một cửa hàng nhỏ. Ngoài thời gian đi học, chăm sóc em, Jaian thường xuyên giúp mẹ trong cửa hàng. Với độ tuổi còn nhỏ, trong khi các bạn bè chỉ lo chơi, ngủ, Nobita là một ví dụ điển hình. Mẹ gọi giục ăn cơm còn chẳng buồn xuống, thì Jaian đã làm đủ mọi chuyện trong nhà. Chỉ riêng việc này thôi đã thấy nể phục chàng béo của chúng ta rồi. Yêu thương và bảo vệ em gái làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa. Một đức tính cực hay nữa của Jaian là yêu thương hết mực em gái trai cô. Biết em gái có năng khiếu và thích vẽ truyện tranh, nhưng tác phẩm của cô chưa được đăng lên tạp chí bao giờ. Jaian đã làm tất cả mọi thứ để em vui và thực hiện mơ ước. Đức tính tiếp theo đó là manly. Jaian là nhân vật đàn ông nhất trong bộ truyện, một boy gánh team chính hiệu. Vì sao ư? Nếu Suneo chuyên đi mách lẻo nói xấu, Nobita thì mít ướt mè nheo, Dekisugi chăm chỉ học hành theo kiểu mọt sách, thì Jaian lại hoàn toàn trái ngược. Cực kỳ gan dạ, cậu không sợ thứ gì trên đời, trừ mẹ và thầy giáo. Có tinh thần trách nhiệm cao, luôn xả thân bảo vệ bạn bè khi họ gặp nguy hiểm. Trong những bộ truyện dài Doraemon, Jaian luôn là người ở lại cuối cùng để đám bạn chạy trốn an toàn. Sự hy sinh như thế đáng để nhiều người phải thần tượng. Jaian còn là một người tự lực, không dựa dẫm. Xuyên suốt cả bộ truyện, chúng ta đã quá quen thuộc với việc Nobita khóc lóc, van xin Doraemon trả thù vặt, xem lén bài, quay cóp, nói dối mẹ đi chơi. Những thói hư tật xấu mà không đứa trẻ nào nên biết và nói theo. Còn Jaian thì sao? Tự mình giải quyết mọi chuyện, đứa nào nói xấu cho ăn tần luôn. Kể cả thằng bạn thân Suneo mỏ nhọn mà dám nói xấu sau lưng là cũng no đòn. Việc gì ra việc đấy? Về học lực, Jaian học kém, chắc chỉ hơn mỗi Nobita trong lớp và cũng hay bị điểm không. Nhưng Jaian không quay cóp, không xem lén bài bạn, biết sợ và nghe lời thầy giáo. Và hơn hết, Jaian không dựa dẫm hoàn toàn vào người khác như Nobita suốt ngày ôm Doraemon. Jaian còn là một người luôn cố gắng hết mình vì đam mê. Jaian rất giỏi thể thao, đặc biệt là môn bóng chày và là đội trưởng bóng chày của lớp. Ước mơ của cậu là trở thành ca sĩ và luôn phục vụ bạn bè cùng lớp bất kể ngày đêm, chỉ cần còn một khán giả là còn hát. Rõ ràng Jaian nên được bầu chọn làm lớp phó văn tế Mỹ. Vì Dekisugi mang tiếng là lớp trưởng nhưng chưa bao giờ tổ chức cho lớp một cuộc thi nào giúp các bạn đoàn kết hơn, dù chỉ là một buổi văn nghệ nhỏ. Trong khi Jaian tự đầu tư sân khấu, mic, ánh sáng, rồi mời bạn bè đến góp vui. Phải tự mình làm mới thấy nó kỳ công và tốn kém đến thế nào. Nhìn lại, chúng ta có thể dám hết mình với đam mê được như Jaian hay không? Cả tuổi thơ, nhiều người nghĩ Jaian to béo thô kệch, luôn bắt nạt bạn bè. Nhưng cậu ấy có nhiều đức tính tốt như vậy, luôn nghĩ hiệp như vậy. Nhưng liệu thử hỏi đã bao giờ Jaian thích Shizuka hay chưa? Nhiều fan đã đưa ra những lập luận và giả thiết rất hợp lý. Có thể là Jaian thích Shizuka đơn phương mà không dám nói. Tại sao lại có nhiều fan nghĩ ra giả thuyết này? Tại vì trong những lần Jaian và Suneo có chơi trò gì hoặc những gì thú vị, cả hai đều rủ Shizuka chơi cùng chứ không phải là Nobita. Vậy chẳng phải là có thể Jaian cũng thích thầm Shizuka hay sao? Nhưng tại sao Jaian lại chưa một lần nào thổ lộ? Phải chăng vì cô nàng quá xinh đẹp và tài giỏi? Chen sợ mình nói ra Shizuka sẽ không đồng ý. Liệu rằng trong mắt Shizuka, Chen là người hay bắt nạt bạn bè, hay bắt mọi người tới nghe giọng hát khủng khiếp của mình, và cũng nhiều lần bắt nạt Nobita. Nhưng với tính cách của Chen vừa được phân tích ở trên, thì có lẽ cũng rất hợp với Shizuka phải không nào? Biết đâu được, Shizuka lại có được tình yêu rất đẹp với Chen thì sao? Dù sao thì đây cũng là một giả thiết rất thú vị mà các fan yêu mến bộ truyện đặt ra. Các bạn nghĩ tình bạn giữa Nobita và Doraemon là như thế nào? Liệu có khi nào thân thiết quá mà Doraemon cũng thích thầm Nobita hay không? Hay chỉ đơn thuần đó là tình bạn đẹp giữa hai người? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp trong video dưới đây nhé! Một tình bạn đẹp đâu cần phải có quá nhiều thứ để người ta mong chờ. Đó là khi người ta đến bên nhau không toan tính, không vụ lợi và có thể tin tưởng nhau suốt cuộc đời này, giống như Nobita và Doraemon vậy. Có lẽ không chỉ là ngày xưa, cái thời bé tí tẹo khi hai đứa chụm đầu vào nhau cũng đọc chung một cuốn truyện tranh Doraemon. Mà cho đến tận bây giờ, ai trong chúng ta cũng ước mơ rằng mình có một người bạn như chú mèo máy Doraemon. Có túi bảo bối thần kỳ có thể giúp ta vượt qua mọi khó khăn. Nhưng có phải tình bạn của Doraemon và Nobita gắn bó với nhau chỉ vì chiếc túi thần kỳ hay không? Có phải Nobita rất may mắn khi có một người bạn như chú mèo máy thông minh Doraemon? Có phải vì Doraemon có nhiều bảo bối chứa trong chiếc túi thần kỳ với những công dụng mà ai cũng mơ ước được sử dụng? Vì Doraemon có thể đi tới tương lai, có thể biết được những chuyện gì sẽ xảy ra và cũng có thể quay ngược về quá khứ nhờ cỗ máy thời gian giấu trong ngăn bàn. Hay là vì Doraemon có trong chòm tre có thể khiến bạn bay lượn thỏa thích trên bầu trời? Hay là vì một lý do gì khác nữa? Tất cả đều không phải, mà là vì Doraemon luôn sát cánh với Nobita, luôn ở bên cậu bạn của mình vào những lúc khó khăn nhất, luôn an ủi, khích lệ, động viên và mong muốn những điều tốt nhất đến với Nobita. Khuyên răn Nobita phải làm theo những điều đúng đắn nhất, giúp Nobita đối phó khi bị Jaian lừa dối và Suneo mỏ nhọn bắt nạt, và luôn tìm mọi cách để Nobita có thể chiếm được cảm tình của cô nàng đáng yêu Shizuka. Và mình thì không nghĩ rằng chỉ mình Nobita may mắn khi gặp Doraemon, mà cả Doraemon cũng may mắn không kém khi được làm bạn với Nobita. Doraemon là người Nobita luôn nghĩ đến đầu tiên để chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn hay khúc mắc trong cuộc sống. Là người bạn đồng hành trong suốt mọi cuộc hành trình của Nobita, dù là ở tương lai hay ngược về những ngày quá khứ. Là người luôn được Nobita chăm sóc, quan tâm, bảo vệ, dù cậu ta vô cùng hậu đậu, yếu ớt và không tự lo cho được bản thân. Là người Nobita nhớ đến nhiều nhất mỗi khi vắng mặt, là người chứng kiến và góp phần vào sự lớn lên của Nobita. Và nếu các bạn đọc tập truyện Tạm biệt Doraemon, khi Doraemon nói lời chia tay Nobita vĩnh viễn và trở lại tương lai, nhất là cảnh Nobita một mình quyết tử với Jaian mà không cho Doraemon biết. Chỉ để chứng minh cho bạn rằng mình đã mạnh mẽ, từ nay Jaian sẽ không dám bắt nạt tớ nữa đâu, để Doraemon yên lòng ra đi. Một cậu bé yếu đuối, vụng về hậu đậu cả một đời như Nobita, chỉ dám trốn chạy, giờ tha chết chiến đấu với Jaian để làm vui lòng Doraemon. Cho dù có những khi chú mèo máy thèm ăn bánh rán đến nỗi chấp nhận làm theo những mong muốn ngốc nghếch của Nobita, giúp Nobita đối phó với cả bố mẹ và thầy giáo, dù biết thế là không hay một chút nào. Vì Nobita tò mò mà không nghe theo lời dặn dò của Doraemon, rồi gây ra những tai họa khó đỡ, đến nỗi cả hai phải tá hỏa để sửa chữa những sai lầm. Ham chơi, chỉ nghĩ đến bản thân khi đưa ra những yêu cầu buộc Doraemon phải thực hiện, dựa dẫm vào Doraemon quá nhiều. Nhưng Doraemon vẫn được xem như là người trong gia đình của Nobita, được yêu thương, được chăm sóc cẩn thận. Cả hai không chỉ xem nhau như một người bạn, mà còn những người anh em tốt của nhau. Doraemon vẫn là người bạn tốt nhất của Nobita, là người Nobita quý và trân trọng nhất. Với những hành động của Nobita và Doraemon như vậy, chuyện vui buồn khó khăn gì cũng kể cho Doraemon nghe, tất cả đều nhờ Doraemon giúp. Thì liệu Doraemon có thích Nobita hay không? Và tất nhiên câu trả lời là không rồi, vì Doraemon là mèo máy, mà mèo chỉ thích mèo mà thôi. Như vậy thì có lẽ giả thiết Doraemon thích Nobita chỉ là một giả thiết vui đặt ra mà thôi phải không nào? Giữa họ chỉ đơn thuần là một tình bạn, và là một tình bạn tri âm tri kỷ. Các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy comment ở dưới cho chúng tôi biết nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.